Chào mừng các bạn đến với Tom Sam Family. Thì hôm nay những cây, những chùm nho hạ đen của mình đã chín. Đây là những cái chùm nho mà mình đã quay cho các bạn quá trình mà từ lúc trái non tới lúc mình tỉa trái cũng như bọc trái á, thì hôm nay nó đã chín rồi. Thì đây là chính là cái chùm hoa hậu của đợt này, cũng chính là cái chùm mà nó đã xuất hiện ở những video trước ở phần tỉa quả. Nếu bạn nào chưa xem á, có thể mở lại trong kênh của mình để xem nha. Thì hôm nay tụi nó đã chín rồi. Thì chính xác là từ lúc cắt cành tới lúc nó chín bây giờ là 3 tháng rưỡi nha bạn. Sau khi cắt cành, sau khi mình cắt trái thì mình sẽ dưỡng lại cây tầm 3 tuần đến 1 tháng rồi mình sẽ cho cắt cành vụ mới. Đây. Các bạn nên hái mình canh thời điểm mình hái nha, chứ mình để nó lâu quá thì nó bị nấm bệnh á, nó làm hư trái hết uổng. Chùm này hoa hậu là bởi vì trái nó khít đẹp lắm, trái nó đều đẹp. Còn đợt này thì cái chùm này là chùm lớn nhất. Bạn thấy nè, mình hái trễ một xíu mà nó chín quá, nó héo cuốn luôn, đụng xuống là rụng luôn đó. Đây, chùm to nhất ở đợt thu hoạch lần này. Thì hôm nay mình thu hoạch được một rổ nho hạ đen như thế này.
thì không biết bao nhiêu ký nữa, chưa có cân, không có đem cái cân lên sân thượng. Mình cũng ăn thử một vài trái cho bạn xem. Thì nho hai đen ở vườn mình thì mình đã đánh giá ở nhiều video rồi, mấy bạn tìm lại trong kênh mà xem nha. Nho này nho không hạt, cái vỏ nó hơi dày chát chát xíu, còn mùi thơm và hương vị của nó thì có pha lẫn một chút vị của trái Việt Quất. Ngọt lắm bạn. Thì hôm nay cũng là sinh nhật của con trai mình, tròn 2 tuổi luôn. Thì mình hái cái này để ăn trong tiệc sinh nhật của nó luôn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Tom Sam Family. Nếu bạn thấy hay thì nhớ cho Tom Sam Family một nút đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt.